Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán địa giới không có tự tánh, quán thủy hỏa phong không thức giới không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, địa giới không hí luận, thủy hỏa phong không thức giới cũng không hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán vô minh không có tự tánh, quán hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, vô minh không hí luận, hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não cũng không hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán bố thí Ba La Mật Đa không có tự tánh, quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, bố thí Ba La Mật Đa không hí luận, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán pháp không nội, không có tự tánh, quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, pháp không nội không hí luận, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng không hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán chân như không có tự tánh, quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh, thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, chân như không hí luận, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng không hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán bốn niệm trụ không có tự tánh, quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, bốn niệm trụ không hí luận, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng không hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán thánh đế khổ không có tự tánh, quán thánh đế tập diệt đạo không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, thánh đế khổ không hí luận, thánh đế tập diệt đạo cũng không hí luận.